Nếu không khỏi thì không phải đã bác bỏ hiện tượng ấy ư? Đây không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào hiểu biết tác đoạt đây là thủ lấy nghĩa hiện lượng hay là thủ lấy nghĩa tỷ lượng? Nếu thủ lấy nghĩa hiện lượng thì chỉ có sắc uẩn thủ lấy nghĩa hiện lượng, còn ngã không phải nghĩa hiện lượng, cho nên không đúng đạo lý. Nếu thủ lấy nghĩa tỷ lượng, vậy như người ngu trẻ nít chưa có khả năng tư duy so sánh, không thể tự nhiên khỏi hiểu biết ngã. Lại nay xin hỏi ông tùy ý ông đáp, như việc làm của thế gian là lấy hiểu biết làm nhân hay là lấy ngã làm nhân? Nếu lấy hiểu biết làm nhân, bấy giờ chấp ta làm thì không đúng đạo lý. Nếu lấy ngã làm nhân, vẫn cần phải có tư duy hiểu biết làm trước mới có được tạo làm. Vậy nên không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Nhân tạo làm các việc là thường hay vô thường? Nếu vô thường thì nhân tạo làm đây thể có sự biến đổi ngay lúc ấy, mà chấp ta có làm thì không đúng đạo lý. Nếu là thường tức thể không có sự biến đổi, không biến đổi mà có tạo làm thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Có sự tác động của ngã mới năng có làm tạo, hay không có tác động của ngã mà có làm tạo? Nếu có tác động của ngã mới năng có làm tạo, đây tức thường làm tạo, không có việc làm tạo trở lại, đây không đúng đạo lý. Nếu không có tác động của ngã mà có làm tạo, tức không có tánh tác động mà có sự làm tạo thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Là có nhân nên ngã có sự tạo làm, hay là không nhân mà ngã có sự tạo làm? Nếu có nhân tức ngã, đây lẽ phải do nhân khác thúc đẩy mới có tạo làm, điều này không đúng đạo lý. Nếu không nhân thì lẽ ra ở tất cả thời làm tất cả việc, đây không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Ngã đây nương tự mình mà năng có tạo làm, hay nương cái khác mà năng có tạo làm? Nếu nương tự mình tức ngã đây tự làm thành các việc tạp nhiễm khổ sanh lão bệnh tử thì không đúng đạo lý. Nếu nương cái khác mà kế chấp ta có làm thì không đúng đạo lý. Lại ta nay hỏi ông, tùy ý ông đáp, tức là ở nơi uẩn thì thiết có ngã, hay là ở trong các uẩn, hay ở ngoài các uẩn, ở xứ khác, hay là không thuộc uẩn? Nếu tức ở nơi uẩn thì thiết có ngã, thì ngã đây và uẩn không khác nhau, nhưng lại chấp rằng có ngã chắc thật thường trụ thì không đúng đạo lý. Nếu ở trong các uẩn, ngã đây là thường hay là vô thường? Nếu ngã đây là thường, tức ngã thường trụ mà chịu sự tổn hại ích lợi của khổ vui thì không đúng đạo lý. Nếu không có sự tổn hại ích lợi nhưng lại khởi pháp phi pháp thì cũng không đúng đạo lý. Nếu không sanh khởi pháp phi pháp, lẽ ra các uẩn thân rốt ráo không khởi, lại lẽ không do dụng công mà ngã thường giải thoát. Nếu ngã đây vô thường, lìa ngoài thể của uẩn có sanh có diệt tương tục lưu chuyển, pháp đây không thể được nên không đúng đạo lý. Lại ở nơi đây hoại diệt, về sau ở nơi khác không cần tạo làm mà tự có được là quá thật lớn, nên đây không đúng đạo lý. Nếu ngoài uẩn ở xứ khác thì chỗ kế chấp ngã của ông lẽ là vô vi, đây không đúng đạo lý. Nếu không thuộc uẩn tức ngã ở tất cả thời, lẽ không có sự nhiễm ô, lại ngã và thân chẳng nên có sự phụ thuộc tác động lẫn nhau, cho nên đây không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Sự kế chấp ngã là tướng người thấy hay lìa tướng người thấy? Nếu ngã là tướng người thấy, tức là ở nơi cái thấy mà giả lập tướng người thấy, hay là lìa cái thấy mà riêng lập tướng người thấy? Nếu ở nơi cái thấy mà giả lập tướng người thấy thì lẽ cái thấy phải là người thấy, cơ sao ông lại lập ngã là người thấy? Vì người thấy và cái thấy không có sự sai khác, cho nên đây không đúng đạo lý. Nếu lìa cái thấy mà riêng lập tướng người thấy thì pháp thấy kia là nghiệp thành của ngã hay là công cụ giữ gìn của ngã? Nếu là nghiệp thành của ngã, hoặc nói như trùng tử, lẽ là vô thường, đây không đúng đạo lý. Hoặc nói như thợ làm đồ gốm giả lập đàn ông, ngã đây nên là vô thường, nên là giả lập, mà ông nói là thường là thật, cho nên đây không đúng đạo lý. Hoặc nói như công cụ thần thông giả lập đàn ông, ngã đây cũng nên vô thường giả lập, ở nơi các việc làm tùy ý tự tại, đây cũng như trước không đúng đạo lý. Hoặc nói như đất lẽ là vô thường, lại chỗ kế chấp ngã không như đại địa hiển rõ nghiệp tác dụng nên không đúng đạo lý. Tại vì sao? Ở thế gian nghiệp tác dụng của đại địa thấy được rõ ràng, tức là gìn giữ vạn vật khiến không bị rơi xuống, còn ngã không hiển rõ ràng nghiệp tác dụng. Hoặc nói như hư không lẽ không thật có, vì chỉ ở nơi xác không mà giả lập hư không, cho nên không đúng đạo lý.
Hư không tuy là giả có, mà có nghiệp tác dụng phân mình thấy được, chẳng phải như chỗ kia chấp ngã, cho nên đây không đúng đạo lý. Ở thế gian hư không tác nghiệp dụng phân mình có thể thấy được, tức là nương nơi hư không mà khởi được hết thảy nghiệp. Đến đi có duỗi, cho nên cái thấy là nghiệp thành của ngã thì không đúng đạo lý. Nếu là công cụ giữ gìn của ngã, hoặc nói như cái liềm, nếu lìa ngoài cái liềm, vật khác cũng có tác dụng đoạn cắt. Như vậy, lìa ngoài cái thấy ở nơi vật khác chẳng thể có được nghiệp dụng thấy, cho nên điều này không đúng đạo lý. Hoặc nói như lửa thì sự kế chấp nơi ngã không đúng đạo lý, vì cớ sao? Như lửa thế gian ngoài thiêu đốt vật khác cũng tự thiêu đốt chính nó. Nếu nói lìa tướng người thấy riêng có ngã thì tướng kế chấp ngã trái ngược với tất cả lượng nên không đúng đạo lý. Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp, chỗ kế chấp ngã của ông là tương ưng với nhiễm tịnh mà có nhiễm tịnh, hay là không tương ưng với nhiễm tịnh mà có nhiễm tịnh? Nếu ngã tương ưng với nhiễm tịnh mà có nhiễm tịnh, vậy thì ở trong các hành tật bệnh tai hoạn xảy ra, chấm dứt các việc lợi ích cũng có được. Tức các hành kia tuy không cần ngã mà tương ưng với nhiễm tịnh, nhưng đối với các vật bên ngoài thì bên trong thân cũng vậy, tuy không có ngã mà nghĩa nhiễm tịnh thành, cho nên ông kế chấp cho là ngã thì không đúng đạo lý. Nếu không tương ưng với nhiễm tịnh mà có nhiễm tịnh, tức lìa tướng nhiễm tịnh mà ngã tự có nhiễm tịnh thì không đúng đạo lý. Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp, ông kế chấp ngã là tương ưng tướng lưu chuyển mà có lưu chuyển, hay là không cùng tương ưng tướng lưu chuyển mà có lưu chuyển và dừng nghỉ? Nếu cùng tương ưng tướng lưu chuyển mà có lưu chuyển và dừng nghỉ, vậy thì ở trong các hành có năm chủng tướng lưu chuyển khá được: một có nhân, hai có thể sanh, ba có thể diệt, bốn chuyển chuyển sanh khởi tương tục, năm có biến đổi. Nếu trong các hành tướng đây lưu chuyển có thể được, thì ở trong tác dụng lưu chuyển của thân, răng, sông, đèn, tuy không có ngã, các hành kia cũng có được sự lưu chuyển và dừng nghỉ. Nào đợi kế chấp ngã, nếu chẳng cùng tương ưng tướng lưu chuyển kia mà có lưu chuyển và dừng nghỉ, thì kế chấp ngã không có tướng lưu chuyển mà có lưu chuyển và dừng nghỉ thì không đúng đạo lý. Nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp, ông kế chấp ngã có sự biến đổi là do cảnh giới mà sanh ra khổ vui, hoặc do tư nghiệp, hoặc do phiền não, tùy phiền não mà nói là người thọ, người làm và người giải thoát, hay là chẳng do sự biến đổi của kia mà nói là người thọ? Nếu do sự biến đổi của kia, tức là các hành đây là người thọ, người làm và người giải thoát, nào đợi kế chấp ngã? Giả sử là ngã thì ngã lẽ vô thường, cho nên không đúng đạo lý. Nếu chẳng do sự biến đổi của kia, tức là ngã không biến đổi mà là người thọ, người làm và người giải thoát thì không đúng đạo lý. Lại này ông hãy nói điều mình muốn, tức là chỉ ở nơi ngã mà nói là người làm, hay là cũng ở nơi pháp khác mà nói là người làm? Nếu chỉ ở nơi ngã thì người thế gian chẳng thể nói tác dụng của lửa là thiêu đốt, tác dụng của ánh sáng là chiếu soi. Nếu cũng ở nơi pháp khác, tức là ở nơi các căn như thấy, đều nói là người làm thì chỗ nào phân biệt là ngã? Cho nên đây không đúng đạo lý. Lại ông hãy nói điều mình muốn, tức là chỉ ở nơi ngã mà kiến lập ngã, hay là cũng ở nơi pháp khác mà kiến lập ngã? Nếu chỉ ở nơi ngã thì người thế gian không nên ở nơi giả thuyết thần sĩ phù mà gọi là bạn lành Phật thọ ký. Nếu cũng ở nơi pháp khác mà kiến lập ngã thì ngã đây chỉ ở nơi các hành giả nói danh ngã. Nào đợi lại chấp có ngã riêng, vì cớ sao? Các người thế gian chỉ ở nơi giả thuyết thần sĩ phù mà khởi tưởng hữu tình, nên lập danh hữu tình và nói mình người có sự sai biệt. Lại ông muốn thế nào? Kế chấp ngã kiến là thiện hay là bất thiện? Nếu là thiện thì kẻ cực ngu si khởi sầu ngã kiến, không do phương tiện tự nhiên mà khởi. Điều này khiến chúng sanh sợ hãi giải thoát, lại thêm tăng trưởng các ác quá thất nên không đúng đạo lý. Nếu là bất thiện thì không nên nói là chánh và chẳng phải không điên đảo. Nếu là tà là điên đảo thì chỗ kế chấp của ngã thể là thật có thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Kiến của vô ngã là thiện hay là bất thiện? Nếu nói là thiện thì đối với thật có ngã ở trên mà thấy không có ngã, việc đây tánh là thiện, chẳng phải vọng kế điên đảo thì không đúng đạo lý. Nếu nói là bất thiện thì chỗ tuyên thuyết của tất cả trí giả như tinh truyền thực hành các phương tiện khiến các chúng sanh không sợ giải thoát, năng chóng chứng đắc quả bạch tịnh và như thật đối trị các ác quá thất đều không đúng đạo lý. Lại ý ông thế nào? Tức là tánh ngã tự vọng kế có ngã hay là do ngã kiến? Nếu tức tánh ngã tự vọng tính có ngã,
thì ở tất cả thời không có hiểu biết vô ngã. Nếu do ngã kiến thì tuy không thật ngã mà do lực của ngã kiến ở trong các hành vọng cho là có ngã, điều này không đúng. Cho nên ông nhất định cho thật có ngã là không đúng đạo lý. Tóm lại vì bất giác làm tiền dẫn mà khởi hiểu biết kia, vì tư duy hiểu biết làm tiền dẫn thấy có chỗ tạo tác, vì ở trong các uẩn giả thì thiết, vì ở nơi tướng kia an lập là có, vì kiến lập tạp nhiễm và thanh tịnh, vì kiến lập lưu truyền và dừng nghỉ, vì giả lập người thọ, người làm, người giải thoát, vì thi thiết có người làm, vì thi thiết nói thuyết, vì thi thiết kiến chấp có thật ngã, đều không đúng đạo lý. Lại, này ta sẽ thuyết tướng ngã đệ nhất nghĩa. Chỗ nói là ngã đó tức chỉ ở nơi các pháp giả lập là có, chẳng phải thật có ngã. Nhưng tánh ngã đây chẳng thể nói cùng các pháp kia là khác hay không khác. Chớ cho ngã đây là thể thật có hoặc các pháp kia tức là tánh của tướng ngã. Lại ngã đây là tướng không thường, là tướng không hằng, là tướng không chắc chắn, là tướng biến hoại, là tướng pháp sanh khởi, là tướng lão bệnh tử, chỉ là tướng các pháp, chỉ là tướng khổ não. Cho nên Đức Mạc Giả Phạm thuyết, bí sô nên biết ở trong các pháp giả lập có ngã, ngã đây không thường, không hằng, không thể bền chắc, là pháp biến hoại. Do bốn nhân ở trong các hành giả thiết vay mượn có ngã: một, khiến thế gian dễ dàng nói năng bàn luận; hai, muốn tùy thuận các thế gian; ba, muốn đoạn trừ những sợ hãi cho là không có ngã; bốn, tuyên thuyết thành tựu công đức, thành tựu quả thất của mình, của người, khiến khởi tâm tiên hiểu rõ ràng. Cho nên kẻ luận chấp có ngã là không như lý. 5. Phái luận thường. Như có Sa môn hoặc Bà la môn khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, ta và thế gian đều thật thường trụ, không phải được làm ra, không phải được hóa ra, chẳng thể bị tổn hại, sống nhóm họp với nhau, trụ như Isuka, tên một loài cỏ cứng rắn dụ cho cái ngã tánh cũng kiên trụ như vậy. Nếu kế chấp tiền tế đó là kẻ thuyết tất cả thường, kẻ thuyết một phần thường. Nếu kế chấp hậu tế đó là kẻ thuyết hữu tưởng, kẻ thuyết vô tưởng, kẻ thuyết phi tưởng, phi phi tưởng. Lại có kẻ kế chấp các cực vi là thường trụ mà lập ra kế chấp như trên. Hỏi, cớ sao các ngoại đạo kia khởi kiến như vậy, lập luận như vậy, ta và thế gian là thường trụ? Đáp, nhân duyên kế chấp của kia như kinh đã rộng thuyết, tùy theo chỗ thích hợp mà biết tường tận. Trong đây kẻ kế chấp tiền tế hoặc nương thượng trung hạ tĩnh lự, vì khởi túc trụ tùy niệm duyên khởi bất thiện, nên đối với các hành quá khứ chỉ có nghĩ nhớ ức niệm mà không như thật biết, bèn kế chấp đầy quá khứ làm tiền tế nên phát khởi thường kiến, hoặc nương thiền nhãn kế chấp đầy hiện tại làm tiền tế nên đối với các hành sát na sanh diệt lưu chuyển mà không như thật biết. Lại thấy các thức tương tục lưu chuyển từ thế gian này đến thế gian kia không đoạn dứt, từ đó phát khởi thường kiến, hoặc thấy phạm vương tùy ý mà được thành lập, hoặc thấy bốn đại chủng biến đổi, hoặc thấy các thức biến đổi, từ đó phát khởi thường kiến. Kẻ kế chấp hậu tế tức là ở nơi tưởng và thọ tôi thấy có sự sai biệt nhưng không thấy tự tướng sai biệt, cho nên phát khởi thường kiến tức cho là ta và thế gian đều thường trụ. Kẻ kế chấp cực vi là thường trụ thì nương tĩnh lự thế gian nên khởi kiến chấp như trên. Do kẻ ở đây không như thật biết duyên khởi kế chấp có làm tiền dẫn nên có quả nhóm họp sanh khởi, kế chấp ly tán làm tiền dẫn nên có quả hoại diệt. Do nhân duyên đây, kẻ kia cho là từ tánh nhỏ nhiệm sanh quả thô, còn vật thô dần dần phân chia ra cho đến thành nhỏ nhiệm, cho nên vật thô là vô thường, còn cực vi là thường. Trong đây kẻ luận kế chấp tiền tế hậu tế thường trụ cũng là tướng khác của luận kế chấp ngã. Kẻ luận ngã đã bị phá nên biết tướng khác của luận ngã cũng đã phá xong. Lại nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp, niệm trụ ở quá khứ là thủ các uẩn hay là thủ ngã? Nếu là thủ uẩn thì chấp ngã và thế gian là thường không đúng đạo lý. Nếu là thủ ngã thì sự nghĩ nhớ các loại hữu tình ở quá khứ từng có tên gọi như vậy, từng sống ở kia như vậy, dòng tộc như vậy, cho đến nói rộng thì không đúng đạo lý. Lại ý ông thế nào, duyên cảnh sắp hiện tiền hòa hợp, lúc ấy nhãn thức khởi ở nơi cảnh chẳng hiện chẳng hòa hợp, các thức còn lại là diệt hay là chuyển? Nếu nói là diệt thì thức bị hoại diệt, mà kế chấp là thường thì không đúng đạo lý. Nếu nói là chuyển vậy thì do một cảnh giới như tất cả thời tất cả thức khởi thì không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào, chỗ chấp ngã do tưởng và thọ làm ra là có biến đổi hay không có biến đổi?
Nếu nói có biến đổi thì kẻ chấp cho là thế gian và ngã thường trụ không đúng đạo lý. Nếu nói không biến đổi tức chỉ có một tưởng nhưng lại có chủng chủng tưởng, lại có tưởng nhỏ, tưởng vô lượng nên không đúng đạo lý. Lại thuần chỉ có lạc cũng lại thuần có khổ, lại có khổ có lạc, có không khổ không lạc nên không đúng đạo lý. Lại nếu có kẻ kế chấp mạng tức là thân, tức kia kế chấp ngã là sắc. Nếu có kẻ kế chấp mạng khác thân, tức kia kế chấp ngã phi sắc. Nếu có kẻ kế chấp ngã khắp cả không hai không khuyết, tức kia kế chấp ngã cũng sắc cũng phi sắc. Nếu đối lại điều trên đây tức là trong nghĩa đây, do câu khác văn khác mà khởi chấp, thì kia kế chấp ngã phi sắc chẳng phải phi sắc. Lại nếu kẻ chấp ít phần sắc ít phần phi sắc thì kia kế chấp hữu biên. Nếu kẻ chấp vô lượng sắc vô lượng phi sắc thì kia kế chấp có vô biên. Nếu kẻ lại chấp nghiêng lệch ít phần sắc phần phi sắc vô lượng hoặc phần sắc vô lượng ít phần phi sắc thì kia kế chấp cũng hữu biên cũng vô biên. Nếu có kẻ đối lại điều trên thì chỉ do văn khác chẳng do nghĩa khác mà khởi chấp, kia kế chấp phi hữu biên phi vô biên. Hoặc kẻ kế chấp ngã giải thoát thì xa lìa hai chủng. Lại với kẻ luận kế chấp cực vi thường trụ, nay xin hỏi ông, tùy ý ông đáp. Tức là do quán sát mà kế chấp cực vi là thường hay không do quán sát? Nếu không quán sát tức là lìa tuệ quán sát mà quyết định kế chấp thường thì không đúng đạo lý. Nếu quán sát tức là trái với các sự so lượng, vậy nên không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Tánh các vi trần là do nhỏ nhiệm nên kế chấp kia là thường, hay là do khác với tướng của vật thô kia mà kế chấp kia là thường? Nếu do nhỏ nhiệm thì lúc phân chia tức có sự tồn giảm càng lúc càng yếu kém mà nói là thường thì không đúng đạo lý. Nếu do khác tướng vậy thì cực vi vượt quá tướng của địa thủy hỏa phong, tướng chẳng đồng chủng lại với địa thủy hỏa phong mà nói năng sanh quả thuộc loại kia thì không đúng đạo lý. Lại cực vi kia không có tướng khác khá được nên không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào? Từ các cực vi mà sanh khởi vật thô là không khác tướng hay là khác tướng? Nếu không khác tướng tức cùng nhân kia không có sự sai khác cũng nghĩa là thường, vậy thì quyết định không nhận quả nên đây không đúng đạo lý. Nếu khác tướng ý ông thế nào? Tức là từ cực vi phân chia ra nên vật thô được sanh, hay là từ cực vi tụ tập? Nếu từ cực vi phân chia thì lẽ ra ở tất cả thời sanh tất cả quả, vậy thì quyết định không nhân quả nên không đúng đạo lý.